xin chào các bạn chào mừng các bạn quay lại channel của mình trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn bán cái đồng hct từ cái việc mà các bạn nuôi con mumu mà khai thác trong cái hedrocat này nhé thì mình thấy ở cộng đồng cũng có rất nhiều các bạn mới tham gia cái này chưa biết cách bán cái đồng hct này, này từ việc mình khai thác cái con pet này thì video này thì mình hướng dẫn một cách bán dễ nhất mà các bạn thể bán trực tiếp trên cái ví Metamask của mình được nhé Vì nó cũng có rất nhiều các sàn nó nít để bán cái đồng này rồi Nhưng mà để mà dễ nhất, đơn giản nhất thì các bạn bán luôn trên cái ví Metamask nhé Ở đây thì mình tặng cái mã thẻ cào mạng Việt Heo 10k cho bạn nào mà xem video may mắn nhất thì các bạn lưu ý là bạn nạp được, các bạn comment, các bạn ở xem sau đấy, không mất công lại nhập lại cái mã này nữa. Vì một lúc là có thể là có rất nhiều người cùng vào xem cùng một lúc đấy có người nạp được người không rồi người nào cũng tưởng là mình nạp đầu tiên mà không nạp được lại gây ảnh hưởng cho mình nhá và lại mất công cho những người sau các bạn comment lại giúp mình nhá và giờ mình quay lại video nhá nếu các bạn uh, lần đầu biết tới kênh mình thì các bạn đăng ký kênh mình và các bạn chọn vào quả chuông này các bạn chọn là uh, nhận tất cả các thông báo của mình nhá thì khi mà mình cập nhật một video gì đấy hay là mình phải update lại những sự kiện hay là những cái kèo ai nào mà nó thay đổi các chính sách ấy, thì các bạn đều uh, nắm được cái thông tin để các bạn xem có thể ngày các bạn đi làm như tối về các bạn vẫn nhận được cái thông báo để các bạn mở ra các bạn xem tham nào những cái kèo ai hay là những cái sự kiện gì nó thay đổi chính sách như thế nào nhé rồi đầu tiên thì mình nói qua một chút là đối với cái đồng HCT mà rút về ví trước mà ở trên hệ điều hành iOS thì nó lại không có cái trình việt đáp ở đây đâu nên là mình lại không uh, sờ đây được đâu trên ios mình cần phải bán qua cái ví metamask và cái ví metamask nó là một cái ví để mình uh, sờ các đồng quay khá là tốt đấy hiện tại thì cái giá này nó đang bị xuống so với những ngày trước ấy, thì nó đang bị xuống khá là nhiều nhưng mà mình hướng dẫn các bạn bán thì mình sẽ bán cho các bạn uh, biết cách để các bạn bán thôi ở đây thì mình sẽ mở cái ví metamask của mình lên nhá Rồi ở cái ví MetaMask này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng HCT mình là nằm ở đây. Còn nếu để bán nó thì trong ví của các bạn ấy, phải có một cái lượng BNB tối thiểu phải rơi tầm từ 5 đô nhá.ít nhất phải 5 đô để các bạn thực hiện cái lệnh bán. Nếu như các bạn mà bán nhiều thì các bạn cần phải có nhiều cái đồng BNB làm phí ga đấy. Còn nếu như mà ít thì tầm 5 đô là thoải mái rồi.Ở đây thì các bạn kích luôn vào chỗ mà HCT có mũi tên các bạn kích vào nhá đó đây là những lệnh mình đã thực hiện giao dịch mình bán này nếu như các bạn muốn bán thì các bạn vào chỗ mà hoán đổi này nhé ở trên sẽ là cái đồng HCT và ở dưới thì các bạn cần phải chọn một cái đồng quay để các bạn bán đấy ở đây thì nó có rất nhiều các đồng quay khác nhau này thì các bạn có thể chọn một đồng mà các bạn muốn bán nhé ở đây thì mình vẫn thích bán về cái đồng BNB hơn nên mình sẽ chọn là đồng BNB nhé ở đây thì mình cần phải đánh cái số lượng mình muốn bán Chẳng hạn như các bạn muốn bán hết ấy, Thì các bạn nhập vào là sử dụng mức tối đa Thì các bạn sẽ bán được hết Nhưng mà do với cái giá với hiện tại ấy, Thì mình không bán hết đâu Mình chỉ bán với mức là 200 Mình làm demo cho các bạn biết thôi Còn cái mức này nó nó đang bị tụt cái giá này quá Mình không bán hết nhé Mình ghi là 200 này Rồi ở đây là cái mức báo giá Nếu như mình mà điều chỉnh cái mức này này Các bạn nhìn này Càng thấp ấy. Ví dụ các bạn về đây là 1% bán rất là lâu còn nếu như các bạn đổi lên 3% như này bán rất là nhanh Hoặc là các bạn mà để mắc này bán càng nhanh Nhưng mà mình bị lỗ lại không ai người ta khuyên mình để mắc 5% đâu Mình chỉ để 3% đã là nhiều rồi Không thì 2% nhé Trước thì mình toàn là để là 3% cho nó nhanh thôi Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để 2% nhé Rồi mình để 2% này để Mình tích ở đây xem nó cho bán không Nếu như mà nó không cho bán ấy, thì mình lại phải đổi lên cái mức này lên là 3% nhé Mình tích đây mình nhận báo giá này Như vậy là 2% nó cũng cho bán rồi Thậm chí có thể có lúc các bạn để 1% nó cũng cho các bạn bán nhé Rồi ở đây mình để 2% cho nó nhanh nhé Mình kéo cái thanh sang đây mình hoán đổi nhé Các bạn kéo sang bên này nhé Rồi mình kích vào nó hoán đổi đây các bạn nhìn thế này Đó nó đang thực hiện cái giao dịch của mình nhé cái này thì mình chờ một lúc là nó giao dịch thôi những lần rồi mình để 3% mình nhanh lắm thường người ta bán người ta điều chỉnh giá là tức là các bạn có thể để từ 1% lên nhé đây à, đã hoàn tất giao dịch này các bạn nhìn thấy này đã hoàn tất rồi rất là nhanh nhé lúc đấy mình để một phần trăm chắc cũng được ấy, nhưng mà thường thì mình làm video các bạn nếu để một phần trăm nó lâu quá thì nó lại rất dài cái cái thời gian ấy. nên là các bạn bán thì các bạn cứ điều chỉnh cái giá như mình vừa hướng dẫn đấy nhá là các bạn có thể để cái giá là một phần trăm này nếu không được thì các bạn nhích lên hai phần trăm cùng nắm thì nên ba nếu mà mình cần bán gấp nhá. Còn nếu như mà mình để giá cao quá thì nó lỗ bán nó mất cái phí ga nhiều nhá. Đó đây các bạn nhìn thấy đây mình bán mà nó trả cho mình cái BNB về ví uh, MetaMask đây nhá. Thì mình sẽ quay lại cái app nuôi pet thì mình chỉ cho bạn nào còn chưa biết cách mà cho pet ăn và cho pet ăn tự động nữa nhá. Cái con pet này mình chơi trên iOS thì nó không báo được cái level đâu nó bị nát. Kể cả cái uh, tốc độ băm khai thác của mình ra cái HCT nó không báo đâu Nhưng mình chơi trên Android thì nó báo hết cho mình cả cái tỉ lệ băm mình khai thác tốc độ bao nhiêu nhá Và cái level uh, mình thì nó hiện hết đấy Cái con pet ngày đầu mà mình mua thì có đâu 20U 10U chứ 10U xong rồi đến 20U Bây giờ lên tận là 200U một cái con pet này một con số là là Quá là đắt chứ không phải là đắt nữa Ở đây mình mở cái hình ảnh cho các bạn xem là cái để bây giờ mà mua một con pet này cho các bạn biết nhé đây là cái hình ảnh mình uh, chụp lại đây này Nếu để mà mua một con pet thì các bạn nhìn này mất 200 u nhá à, Mình còn không biết là đến bây giờ thì cái đô cát này nó còn cho mình mua kèm con pet hay không Còn ngày trước thì nó vẫn cho mình dùng cái đô cát này Tức là 200 u thì mình có 100 triệu đô cát ấy, mình có thể kéo thanh cái mắc bên này, này. Thì mình giảm đấy được một nửa cái USD này, còn có 100 u thôi Nhưng bây giờ thì mình không biết là nó còn uh, còn cho mình dùng cái đô cát để mình mua kèm với uh, cái USD nữa hay không đấy đó như sang cái hình này nếu mình kéo mắc cái đô cát sang thì mình kích đây là mình mua được nó này và nó sẽ giảm một nửa cái USDT và hiện tại mình cũng không biết là nó còn cho mình mua bằng cái đô cát đi cùng nữa hay không đấy nhá tôi quay về cái con quét này thì mình à nói cho bạn nào mà đang chơi mà vẫn chưa biết cách để mà cho nó ăn hay là chưa hiểu về nó đấy ở đây mình chơi trên cái app mà à, trên web iOS thì nó nát lắm nó không hiện tốc độ băm cũng như là never đâu các bạn chơi trên uh, cái app mà Android thì chỗ này nó hiện hết thông số là cái tốc độ băm của các bạn này và cái số HCT các bạn sẽ khai thác được sau khi mà kết thúc 20 phút là cứ một phiên nó là 20 phút này nhá là nó sẽ kết thúc một phiên và nó nhân với cái uh, tốc độ băm của mình để nó ra được cái HCT đấy ở dưới này thì nó sẽ có là hai cách cho ăn một cách là tự động như mình đang để tự động này còn cho ăn bằng tay thì mình có thể mình uh, kéo đây mình mua trực tiếp đây là cho ăn bằng tay này nhá Ở đây thì nó có rất nhiều các mốc này ví dụ sau kim sau hỏa sau mộc thì những cái này nó đắt lắm ví dụ sau hỏa này 30 USD được tốc độ là 30 băm này sau kim thì là 10 được 10 băm sau mộc thì là 50 được 50 băm mình thì mình toàn cho ăn bằng cái thủy ngân thì thôi ở đây thì mình cũng không cho ăn bằng USD ở đây thì mình cũng nói luôn là có rất nhiều người ta chơi người ta kinh nghiệm lắm. Khi mà cái HCT này đấy nó bắtụt tụt ấy, thì người ta sẽ dùng cái USDT người ta mua cái HCT để cho con pet này ăn. Còn khi nào mà HCT nó giá lên rất là cao thì người ta lại bán HCT, người ta lại mua cái USDT này để cho cái mèo này ăn nhá. Đấy là cái mẹo của người ta đấy. Cái min cho ăn nhỏ nhất là 5 HCT. Còn trên này là số lượng, ví dụ mình nhập lên 2 này thì là 2 nhân với 5 bằng 10 HCT nhá. Còn mình để 1 này thì tức là mình để cái min nhỏ nhất là 5 HTT này các bạn kéo thế này các bạn kích vào nhận hàng này là nó sẽ cộng cho các bạn cái số băm nhá Còn ở đây nếu như bạn cho ăn bằng cái USDT thì mình cầm cái thanh mình kéo lên này hiện tại thì mình còn có 4.2 USDT là không cho ăn được nhá rồi và cái ăn tự động đây mình kích đây cho các bạn xem nhá ăn tự động thì mình đang bật ăn auto này là khi mình mua thì mình sẽ mất là 7 USDT này thì mình sẽ được thực hiện cho nó ăn tự động trong vòng 7 ngày nhá Ngoài ra mình không mua bằng USDT thì mình có thể dùng 35 cái HCT Ở đây thì nó đã tăng lên là 36 rồi 36 HCT đợt trước là 35 nhé Thì mình sẽ dùng 36 HCT này Mình sẽ mua cái đơn hàng với cái mệnh giá cho ăn của nó là Nó cho ăn tự động tức là mình không phải làm gì Nó vẫn có 7 ngày này Con pet này vẫn được tự động ăn này Cho ăn tự động thì nó khác với cho ăn bằng tay Cho ăn tự động là khi mà trong cái ví của mình này có bao nhiêu là đủ cứ đủ cái min chẵn của nó đấy ví dụ là 50 HCT đủ min chẵn là nó cho mình ăn luôn một cái là 50 này hay là đủ 100 là nó cho ăn luôn 100 chứ chứ cái này nó là min năm nó không thể nào nó cho ăn ví dụ 101 đến 102 được nên là các bạn là chỉ cần hiểu cho mình là ăn tự động và ăn bằng tay thế thôi ăn bằng tay tức là mình phải hàng ngày mình vào đây này mình cho nó ăn còn ăn tự động là mình 7 ngày liền đấy nó ăn là mình không phải làm gì nó cái này nó vẫn bật nó nó có chức năng là cho cái pet này nó nó ăn tự động để mà nó khai thác cho mình cái HCT này nhá còn về việc mà rút cái này thì mình đã có video cho các bạn rồi cái video đấy nó chi tiết hơn các bạn nào mà chưa biết cách rút thì các bạn xem cái video đấy cho nó có dễ nhá còn ở đây nếu mình mà nói về cái rút đấy nó lại nâu dài quá cái HCT các bạn vào đây các bạn có thể kiểm tra được này kích vào đây mình kiểm tra này của mình thì nó đang bị nát ấy mấy mình bật auto cứ có là nó ăn thôi các bạn vào cái điện thoại Android nó sẽ hiện hết đây, hay là các bạn vào cái của tôi này. Đó thì các bạn vào mục rút tiền này, gửi tiền này và cái uh, uh, quản lý tài sản này. À đây nói về gửi tiền thì mình lại nói luôn cho các bạn này, nhiều bạn thấy hay hỏi trong cộng cộng đồng ấy các bạn không biết thì các bạn thích đây nhá. Khi mà gửi tiền nó là cái rất là quan trọng nên các bạn phải nhìn để ý kỹ cho mình Thứ nhất là mình gửi là BEP20, HECO này à uh, TRC20 hay là ERC10 tức là cái mạng mà Ethan zoom đấy là bên này ERC10 là Ethereum. T là Tron này, mạng Heco này, mạng BEP20. Thông thường ở đây tất cả người ta sẽ dùng cái BEP20 ta gửi nhá. Cái thứ nhất các bạn nhìn này. Nếu như các bạn không đọc này là các bạn gửi là mất tiền đấy. Số tiền gửi tối thiểu là 5 USDT này. Số tiền đặt cọc nhỏ hơn số tiền tối thiểu sẽ không được ghi có hoặc hoàn lại tức là các bạn mà gửi bé hơn 5 là mất và cái bếp 20 min rất nhỏ con 5 USDT. Mình cho các bạn xem cái TRC20 nhá, TRC20 là min này. TRC20 chắc nó đang bị lỗi hôm trước mình xem vào 50 hình như iOS này nó bị lỗi nhá các bạn nhá. Hôm trước mình xem vào 50 mình sang cái ERC20 xem nào. Tức là mình đang dùng trên iOS bị lỗi rồi cái uh, mỗi cái bếp 20 là min là min 5 gửi năm về đây là được ghi có thôi còn mấy cái này hôm mình xem mà toàn min 50 thôi các bạn nhá là tức là các bạn mà gửi mà bé hơn 50 là là bị mất tiền đấy. Do của mình mình đang dùng trên uh, iOS ấy thì nó không không ra nó bị nát còn các bạn dùng trên Android thì nó ra hết đây các bạn nhìn thấy nhá. Rồi và như vậy thì video này mình đã hướng dẫn cho các bạn biết cách để các bạn uh, bán được cái đồng là HCT trực tiếp trên cái ví MetaMask của mình rồi đấy thì các bạn thấy video hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nhé còn video này mình sẽ kết thúc ở đây xin cảm ơn tất cả các bạn